One. Accommodation. accommodation Nó là danh từ, có nghĩa là chỗ trọ, chỗ ăn chỗ ở. Cấu trúc pay for được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa trả tiền cho một cái gì đó hoặc trang trải, thanh toán chi phí của người khác. It paid for his flights and hotel accommodation. It paid for his flights and hotel accommodation. Có nghĩa là họ đã trả tiền cho chuyến bay và chỗ ở khách sạn của anh ấy. 2. pretend, pretend là động từ có nghĩa là giả vờ, giả bộ, giả cách, làm ra vẻ. I pretend I don't know anything you said. I pretend I don't know anything you said. Có nghĩa là tôi giả vờ như tôi không biết bất cứ điều gì bạn nói. 3. interfere interfere là động từ có nghĩa là gây trở ngại quấy dày I should not interfere in their love affairs. có nghĩa là tôi không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của họ Affair. là danh từ có nghĩa là chuyện tình chuyện yêu đương For. Yield. Yield. là động từ có nghĩa là sản xuất làm ra mang lại Reading books yields a lot of knowledge. Reading books yields a lot of knowledge. Có nghĩa là đọc sách mang lại rất nhiều kiến thức. 5. redundant. redundant. Là tính từ, có nghĩa là thừa, dư không sử dụng. When buying clothes online, I usually have to cut out redundant thread. When buying clothes online, I usually have to cut out redundant thread. Repeat after me. 1 Accommodation. Accommodation. Nó là danh từ, có nghĩa là chỗ trọ, chỗ ăn chỗ ở. Cấu trúc pay for được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa trả tiền cho một cái gì đó hoặc trang trải, thanh toán chi phí của người khác. He paid for his flights and hotel accommodation. It paid for his flights and hotel accommodation. Có nghĩa là họ đã trả tiền cho chuyến bay và chỗ ở khách sạn của anh ấy. 2. Pretend. Pretend. Là động từ, có nghĩa là giả vờ, giả bộ, giả cách, làm ra vẻ. I, I, I pretend I don't know anything you said. I pretend I don't know anything you said. Có nghĩa là Tôi giả vờ như tôi không biết bất cứ điều gì bạn nói. 3. Interfere Interfere Là động từ, có nghĩa là gây trở ngại, quấy dày. I should not interfere in their love affairs. I should not interfere in their love affairs. Có nghĩa là tôi không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của họ. Affair Là danh từ, có nghĩa là chuyện tình chuyện yêu đương. 4. Yield Yield là động từ, có nghĩa là sản xuất, làm ra, mang lại. Reading books yields a lot of knowledge. Reading books yields a lot of knowledge. có nghĩa là đọc sách mang lại rất nhiều kiến thức. 5. Redundant Redundant là tính từ